đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì hiện tại hoàn thành sẽ được sử dụng trong những trường hợp nào? Phần đầu tiên của chúng ta là uses. Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành thì các bạn đã rất quen thuộc với một cách dùng đúng không nào? Diễn tả một cái gì nhỉ? Một hành động hoặc một sự việc bắt đầu trong quá khứ đúng không nào? Bắt đầu trong quá khứ, tiếp diễn đến hiện tại, tiếp diễn đến hiện tại, hoặc gì nhỉ? Hoặc là có kết quả ảnh hưởng đến hiện tại. Quả ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi, đây là một cách dùng rất là sao? Bao quát, hơi chung chung một chút đúng không nào? Vậy thì cô sẽ break down, sẽ chia nhỏ nó ra thành các cách sử dụng nhỏ hơn và cụ thể hơn để các em hình dung rõ nhất nhé. Mục 1.1. Diễn tả một hành động, một sự việc vẫn bắt đầu trong quá khứ thôi. Bắt đầu trong quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại. Và hành động này còn có thể tiếp diễn đến tương lai nữa. Tiếp diễn đến hiện tại, tương lai. Cô lấy ví dụ nhé. Cái việc học tiếng Anh của các bạn đã học được bao lâu rồi nào? 10 năm. Vậy cô sẽ nói là I have learned English. I have learned English for 10 years. I have learned English for 10 years. Các bạn đã học được tiếng Anh 10 năm rồi. Cái hành động học tiếng Anh của chúng ta bắt đầu trong quá khứ đúng chưa nào? Hành động bắt đầu trong quá khứ và sao nữa? Tiếp diễn đến hiện tại và tính đến nay đã được 10 năm rồi. Và hoàn toàn, và cô khuyến khích nhé, hành động này nên tiếp diễn trong tương lai, có thể tiếp diễn trong tương lai đúng không nào? Rồi, cũng trong cái ý sử dụng lớn số 1 này, chúng ta còn có trường hợp cụ thể nào nữa không? Có, chính xác. Một hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng làm sao đấy? Kết quả của nó còn ảnh hưởng đến hiện tại. Kết quả còn ảnh hưởng đến hiện tại. Ok, cô lấy ví dụ nhé. Buổi sáng nay cô ăn sáng rất là nhiều, rất là no. Cô sẽ nói là I have eaten quá nhiều, too much, sáng nay, this morning. Ok. Và hậu quả là đến tận bây giờ, đến chiều rồi cô vẫn thấy rất là no và cô cảm thấy rất là béo. Đó, và cô thấy là mình béo, I feel fat now. Oh. Cô thấy là rất là béo, tức là sao? Kết quả của cái việc ăn rất nhiều buổi sáng nay, kết quả đã xảy ra trong quá khứ, hành động đã xảy ra trong quá khứ đúng chưa nào? Thế nhưng kết quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại và nó khiến cô cảm thấy béo. Ok, ví dụ đã xong, chúng ta đến với mục cụ thể số 3 của cái ý nghĩa một lớn này. Đó là gì? Diễn tả một hành động đang xảy ra trong khoảng thời gian vẫn chưa kết thúc. Hành động, sự việc xảy ra trong khoảng thời gian vẫn chưa kết thúc. Ok, ngày hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ 6 đúng không nào? Vậy thì cô vẫn chưa gặp học sinh của cô trong tuần này. Cô sẽ nói là I haven't seen my students
this week. Okay, I haven't seen my students this week. Cô chưa gặp học sinh của cô trong tuần này. Hôm nay mới là thứ 6 thôi. Vậy thì tuần này, this week của chúng ta đã kết thúc chưa nhỉ? Chính xác, chưa đúng không nào? Vậy đó chính là một hành động xảy ra trong khoảng thời gian vẫn chưa kết thúc. Chính vì thế mà cô đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Cách dùng thứ hai của chúng ta chính là diễn tả một kinh nghiệm cho tới hiện tại. Một kinh nghiệm cho tới hiện tại. Cô ví dụ nhé. Cô đến thành phố Hồ Chí Minh được 2 lần rồi. I have been to Ho Chi Minh 2 times. Okay. Cô đã đến Hồ Chí Minh được 2 lần rồi. Vậy đây là cái kinh nghiệm cho tới hiện tại của cô. Cô lấy một ví dụ khác này. This is the first time I've been to Hà Nội. Đây là lần đầu tiên mà tôi đến Hà Nội. Cũng là gì nhỉ? Một kinh nghiệm của cô cho tới hiện tại. Tiếp nhá, một ví dụ nữa này. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp. She is the most. Xinh đẹp là gì nhỉ? Yeah, beautiful. Cô gái, girl, cô từng gặp. I've ever met. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp. Cũng là gì? Kinh nghiệm cho tới hiện tại. Tuy nhiên, các bạn sẽ lưu ý cho cô cái cấu trúc này nhé. Cấu trúc bên trên này. This is the first time. À, nếu các bạn thấy cái cấu trúc này, các bạn sẽ chia cho cô thì hiện tại nhé. I've been to Hà Nội nhé. Có thể là không phải first time mà second time, third time. Ok, lần sau khi các bạn miêu tả một cái địa điểm mà mình đến đúng chưa nào, các bạn có thể dùng ngay cái cấu trúc này để nói nhé. Ok, can you talk about your holiday? Thì các bạn có thể nói là oh, that was the first time I've been to somewhere. Ok, một nơi nào đấy. Rồi, và cấu trúc này nữa. She is the most beautiful girl I've ever met. À, thì các bạn thấy là gì đấy? Cô sử dụng cấu trúc gì? So sánh nhất. Cấu trúc so sánh nhất đúng chưa nào? Và khi có cấu trúc so sánh nhất thì chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành nhá. Rồi, đấy là hai cái lưu ý của cô trong cái mục lớn này, kinh nghiệm cho tới hiện tại này nhá. Ý nghĩa thứ ba của chúng ta sẽ là gì đây? Ok, ý nghĩa thứ ba của chúng ta sẽ là diễn tả một hành động, một sự việc vừa mới xảy ra thôi. Vừa mới xảy ra thôi. Ok. Ví dụ như là gì nhỉ? Cô vừa mới hướng dẫn các bạn về cái gì? Cách dùng thứ nhất của thì hiện tại hoàn thành, một sự việc vừa mới xảy ra thôi, thì cô có thể diễn tả gì? Cô có thể nói nhé. Cô có thể nói là nhé. I have just. Dạy là gì nhỉ? Taught you right. The present perfect. Ok. Present perfect. Rồi, I have just taught you the present perfect. Cô vừa mới dạy các bạn về thì hiện tại hoàn thành. Ok. Vậy thì từ nay về sau khi mà có một cái hành động gì đấy mà mình vừa mới hoàn thành, vừa mới xảy ra thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng thì gì đấy? Chính xác, hiện tại hoàn thành nhá. Tiếp theo, sau khi đã biết cách dùng của thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sẽ cùng đến với công thức của thì hiện tại hoàn thành. Về phần thứ hai của chúng ta sẽ đi vào form. Đấy, công thức của thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ có công thức thế nào nhỉ? Cô sẽ cùng các bạn xét trong 3 trường hợp: câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn nhé.
Đầu tiên trước khi đi vào công thức thì cô muốn nhắc nhở các bạn một điều là cái động từ của chúng ta có hai loại động từ gì nhỉ? Chính xác, động từ to be và động từ gì? Động từ thường đúng không nào? Động từ thường cô sẽ ghi là verb thường. Động từ thường là những cái động từ mà khác động từ to be thôi, không phải là động từ to be. Bởi vì sao? To be và động từ thường đều là động từ hết. Mà muốn hình thành câu thì chúng ta phải có, chắc chắn là phải có động từ, có chủ ngữ đúng chưa? Chủ ngữ và động từ. Đấy, bởi vì làm sao chúng ta lại phải chia ra thế này? Bởi vì cái động từ to be nó rất là đặc biệt, nó khác cái động từ khác. Nó linh hoạt hơn, nó slippery hơn nhá. Vậy thì cô đầu tiên cô sẽ nói về động từ to be trước nha. Động từ to be ở trong thì hiện tại hoàn thành nó sẽ là been. Được chưa nào? Động từ to be ở trong hiện tại đơn các bạn học rồi, nó là am, is, are. Nhưng mà trong hiện tại hoàn thành nó sẽ là been. Công thức của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Chủ ngữ cộng với gì? Ok, have hoặc là has. Và cộng với động từ. Lúc này chúng ta xét động từ to be, nó sẽ là be. Đúng chưa nào? Và cộng với cái gì các bạn ấy muốn nhá. Còn phủ định thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ cộng với cả have not hoặc là has not. Đúng chưa nào? Và have not chúng ta có thể viết tắt thành gì? Haven't. Has not chúng ta viết tắt thành hasn't. Đúng chưa nào? Và chúng ta vẫn cộng với been. Đó, cộng với cái gì đó là sau. Rồi, đến thể nghi vấn. Chúng ta sẽ làm gì? À, chúng ta sẽ đảo gì? Have hoặc là has lên đầu đúng chưa nào? Chúng ta đảo have hoặc là has lên đầu và vẫn cộng với chủ ngữ. Cộng với gì? Động từ là gì nhỉ? Been. Ok, dấu hỏi chấm. Thế nếu mà cô không muốn hỏi là have you been to somewhere đúng không nào cô? Nếu mà cô không muốn hỏi như thế mà cô muốn hỏi một câu hỏi mở, một câu hỏi gì nhỉ? WH question thì cô sẽ làm gì? Chính xác, rất đơn giản thôi, mình sẽ thêm gì? Từ để hỏi vào đây. WH question. À, chỗ này hơi nhỏ cho nên là cô sẽ phải viết zip một chút nhá các bạn. Thông cảm giùm cô nha. WH question words. À, ví dụ như là how, why, when, where, what, đúng chưa nào? Rồi, ok. Đây là cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành với động từ to be, chúng ta sẽ chia là been. Vậy bây giờ cô lấy ví dụ nhé. Các bạn có nhớ ví dụ vừa rồi cô lấy trong khi cô giảng về cách dùng của thì hiện tại hoàn thành không? À, I have been to Ho Chi Minh City 2 times. Đúng chưa? I have been to Ho Chi Minh City 2 times. Tôi đã từng đến Hồ Chí Minh 2 lần rồi. Nếu mà cô muốn chuyển nó thành gì? Câu phủ định thì cô sẽ nói là gì nhỉ? I haven't hoặc là I have not been to Ho Chi Minh City. Right? Cô chưa từng đến thành phố Hồ Chí Minh. À, nếu mà cô muốn hỏi một câu là bạn, thế bạn đã đến thành phố Hồ Chí Minh bao giờ chưa? Thì cô sẽ nói là gì? Have you been to Ho Chi Minh City? Right? Hoặc là have you ever, đã từng, have you ever been to Ho Chi Minh City? Ok, thì các bạn có thể trả lời cô bằng hai cách đúng không nào? Nếu mà đến rồi thì các bạn nói là gì? Chính xác, yes I have. Nếu các bạn chưa đến thì các bạn nói là gì? No I haven't. Ok, thì nếu mà cô không muốn hỏi như thế mà cô muốn hỏi là bạn đã đi đến đâu rồi? Bạn đã từng đi đến đâu rồi? Thì cô sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Ở đâu? Thì mình sẽ dùng WH question word nào? Chính xác, where đúng chưa nào? Vậy thì cô sẽ hỏi là where have you been to? Ok? Rồi, đấy là đối với động từ to be rất là dễ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với động từ thường nhá. Thì đối với động từ thường thì nó có khác gì không? Nó cũng không khác gì đâu. Chúng ta cũng có chủ ngữ này cộng với have hoặc là has. Sau đó chúng ta sẽ cộng với gì nhỉ? Phân từ 2 đúng không nào? Như thế nào? Past participle. Past participle. Mà chúng ta hay gọi là phân từ 2 để cho thuận miệng đó. Ok. Đến dạng phủ định cũng giống như bên kia thôi.
chúng ta sẽ có gì? Chủ ngữ cộng have not hoặc là has not, ok? Và chúng ta vẫn cộng với phân từ 2, không khác gì cả. Rồi, thế đến gì đây nhỉ? Câu nghi vấn thì chúng ta sẽ làm gì? Giống như bên kia thôi, vẫn have hoặc là has cộng chủ ngữ và cộng gì? Vẫn là phân từ 2. Ok. Và chúng ta có thể hỏi một câu hỏi mở bằng cách thêm từ để hỏi ở đây. WH question words, đúng chưa nào? Ok, rất là đơn giản nhá. Vậy thì có cái lưu ý gì ở đây không? Có. Cái phân từ 2 này nó là cái gì? À, cái phân từ 2 này nó là một cái dạng của động từ. Mà cái dạng động từ này sẽ dùng để sử dụng trong cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành. Các thì hoàn thành như là hiện tại hoàn thành này, quá khứ hoàn thành này, tương lai hoàn thành, chúng ta sẽ sử dụng cái phân từ 2 này. Và trong cấu trúc bị động nữa mà sau này các bạn sẽ học. Rồi, thường thì cái động từ, cái phân từ 2 này nếu mà có quy tắc thì nó sẽ thêm ed, đúng chưa nào? Còn nếu mà bất quy tắc thì chúng ta phải tra ở đâu đấy? Tra ở đâu nhỉ? À, trong bảng động từ bất quy tắc và nó sẽ ở cột mấy? Ở cột 3, đúng chưa? Ở cột 3. Bảng động từ bất quy tắc. Cột đầu tiên của chúng ta nó sẽ là gì? Bare verb. Nó sẽ là verb nguyên thể đấy. Hay các bạn còn gọi là infinitive verb đấy. Ok. Cột thứ hai của chúng ta nó sẽ là gì? Past simple hoặc là past tense. Đó. Tức là những cái động từ mà chúng ta dùng ở trong thì quá khứ đơn, hay chúng ta còn gọi là phân từ 1 đấy. Tiếp theo sẽ là gì? Phân từ 2 của chúng ta nó sẽ là past participle. Right. Thì nó sẽ là cột 1 này, cột 2 này, cột 3 nhá. Và chúng ta sẽ có khoảng 360 hơn gì đấy, những cái động từ bất quy tắc. 360 này chỉ là những cái động từ mà thường gặp thôi, còn trong tiếng Anh nó còn rất nhiều động từ khác nữa thì chúng ta phải học thuộc và nhớ dần nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các trạng từ thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành. Phần thứ 3. Các trạng từ thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành. Đầu tiên thì chắc các bạn đều biết đúng không nào? Động trạng từ gì nhỉ? Seen, chính xác. Seen và for đúng không nào? Seen và for. Seen sẽ cộng với gì? Rồi, seen sẽ cộng với một mốc thời gian. Seen cộng một mốc thời gian và for sẽ cộng với gì nhỉ? Ok, khoảng thời gian. For cộng khoảng thời gian. Cô cũng khoảng thời gian đúng không nào? Cô sẽ lấy một ví dụ nhé. Các bạn có nhớ ví dụ mà cô lấy ngay đầu bài không? Ok, I have learned English for 10 years. Đúng không nào? I have learned English for 10 years. Ok, chúng ta sẽ thấy ở đây là for cộng với khoảng thời gian. Cũng cái câu đấy nếu cô muốn dùng since thì cô sẽ làm gì? I have learned English since 10 năm trước là lúc nào? Năm nay là năm 2020, 10 năm trước sẽ là năm 2010, đúng rồi. Năm 2010, I have learned English for, cô xin lỗi nhá, since 2010. Ok. Tiếp, vậy thì các bạn sẽ thấy là đây là cách dùng gì đây nhỉ? Chính xác, cách dùng số 1. Một gì? Hành động bắt đầu trong quá khứ, tiếp diễn đến hiện tại và có thể tiếp diễn đến tương lai, đúng không nào? Tiếp nhá. Trạng từ chúng ta thường hay gặp số 2 đó chính là in the last. In the last. Và chúng ta sẽ cộng với một khoảng thời gian. Cộng với một khoảng thời gian thì nó sẽ có nghĩa là gì? Trong cái khoảng thời gian nào đấy trở lại đây. Cô ví dụ nhé. In the last
3 months. My student. English. Has improved a lot. Okay. In the last 3 months, my student's English has improved a lot. Tức là sao? Trong 3 tháng trở lại đây thì tiếng Anh của học sinh của cô đã sao? Đã tiến bộ rất là nhiều. Vậy thì các bạn thấy gì nhỉ? Đây là một cái gì? Đúng rồi, cũng là ý nghĩa một thôi. Cái gì? Cái sự việc nó làm sao? Nó đang bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp diễn đến tương lai, đúng không nào? Ok, tiếp nhá. Chúng ta có nhóm các trạng từ tiếp theo. Đó chính là gì nhỉ? So far. Cái nhóm này nó sẽ có nghĩa là cho đến nay này. So far này. Up to present này. Gì nhỉ? Cho đến nay. Until now này. Và cái gì nữa không? Up to present, until now, so far. Ok, nó sẽ có nghĩa là cho đến nay. Đó, vậy thì cũng tương tự như vậy. Cô sẽ có một câu ví dụ như nào nhỉ? So far hoặc là up to present, my student's English has improved a lot. Và chúng ta sẽ dùng trong gì? Cách dùng đầu tiên vẫn là cách dùng số 1. Tiếp nhé. Ok, chúng ta có nhóm số 4. Trạng từ lately, recently. Ok, nghĩa là gì nhỉ? Gần đây. Gần đây, rồi cô ví dụ nhá. Gần đây thì cô rất thích xem bóng đá. So với học trò của cô thì các bạn ấy lúc nào cũng thích xem bóng đá rồi. Lúc nào cũng thích xem bóng đá, lúc nào cũng thích đi đá bóng rồi. Nhưng mà cô thì chỉ gần đây cô mới thích xem đá bóng thôi. Thì cô sẽ nói là lately I have enjoyed watching football. Ok. Rồi, gần đây thì cô thích xem bóng đá. Được chưa nào? Nếu mà cô thích xem bóng đá từ trước đến nay thì cô sẽ sử dụng thì gì? Chính xác thì hiện tại đơn, đúng không nào? Thế nhưng mà gần đây thì cô mới thích xem thôi. Đó, cái hành động này nó cũng mới xảy ra trong quá khứ và sao? Nó có đang tiếp diễn đến hiện tại nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với mục 5. Có từ gì nhỉ? Chưa là gì? Chưa là gì nhỉ? Yet. Rồi, đã từng. Ever. Chưa từng. Never. Ok. Cô lấy một ví dụ này. I've never been to Đà Lạt. I've never been to Đà Lạt. Cô chưa từng tới Đà Lạt bao giờ cả. Never. Và các bạn thấy đây là ý nghĩa gì đấy? Chính xác, diễn tả một kinh nghiệm, đúng không nào? Diễn tả một kinh nghiệm cho tới hiện tại là cô vẫn chưa đi Đà Lạt. Hoặc nếu mà cô nói là cô đã từng đi rồi thì cô sẽ nói I've been to Đà Lạt. Hoặc là cô sẽ nói gì nhỉ? Các bạn, một ví dụ khác nhá. Các bạn đã thấy ma bao giờ chưa? Have you seen a ghost? Have you seen a ghost? Và cô sẽ nhấn mạnh là Have ever you seen a ghost? Bạn đã từng nhìn thấy con ma bao giờ chưa? Hoặc là gì? Have you seen a ghost yet? Chưa yet, đúng chưa nào? Vậy thì nó là một cái kinh nghiệm cho đến hiện tại. Chúng ta có thể có từ before. Have you ever seen a ghost before? Bạn đã từng bao giờ nhìn thấy một con ma trước kia chưa? Hoặc là Have you ever been to Đà Lạt before? Bạn đã bao giờ tới Đà Lạt chưa? Trước đây bạn đã từng tới Đà Lạt chưa? Còn trạng từ nào nữa mà diễn tả kinh nghiệm nhỉ? Ok. Đã từng thì là đã, đúng không? Already. Đã already, có thể nói là cô đã đến Đà Nẵng rồi. I have been to Đà Lạt
already hoặc là I have already been to Đà Lạt. Ok. Rồi, một trạng từ nữa diễn tả một hành động vừa mới xảy ra, chúng ta có từ gì? Chính xác, từ just. Đúng chưa nào? Cô lấy ví dụ ngay đầu bài đấy. I have just taught you present perfect. Ok. Và đấy là một số những cái trạng từ chúng ta thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành nhé. Sau khi biết được những trạng từ thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái trạng từ này nó đứng ở đâu trong câu của thì hiện tại hoàn thành nhé. Phần 4 của chúng ta sẽ là vị trí của trạng từ. Ok, thì chúng ta có những vị trí gì nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đứng ở đâu? Đúng rồi, đứng sau trợ động từ. Và trợ động từ ở đây cụ thể là have hoặc là has, đúng chưa nào? Đứng sau have, has. Và đứng trước gì? Đúng rồi, đứng trước động từ chính. Đứng trước động từ phân từ 2. Động từ chính ở đây sẽ là phân từ 2 luôn. Con sẽ ghi là phân từ 2 nhé. Đứng sau have, has và đứng trước phân từ 2 sẽ có những trạng từ gì nhỉ? Ok. Ever. Rồi, never. Gì nữa? Gì đấy nhỉ? Just. Ok, chính xác, just. À, các bạn nhớ ví dụ của cô vừa rồi không? I've never been to Đà Nẵng. I've never been to... À, vừa rồi cô lấy Đà Lạt đúng không nào? I've never been to Đà Lạt. Thì các bạn thấy là cái từ never này, never nó đứng ở sau, sau have, đúng chưa nào? Và trước been. Been là phân từ 2, động từ chính trong câu. Tiếp, vị trí tiếp theo chúng ta có thể thấy là nó có thể sao? Đứng sau động từ chính. Ok. Nó có thể đứng sau động từ chính. Và cô sẽ ghi là phân từ 2 luôn nhé. Đứng sau phân từ 2. Và nó sẽ có là những cái trạng từ gì đấy? Ok, yet. Đúng chưa nào? Gì nữa? Since. For. Ok. For a long time, for ages. Đúng không nào? Và cô sẽ ví dụ ở đây. I haven't. I haven't seen my students yet. Ok, tôi chưa từng thấy. À, tôi vẫn chưa thấy các bạn học sinh của tôi. Đứng trên nào. Rồi, since và for thì các bạn thấy được rõ ràng cái ví dụ mà cô lấy trong suốt buổi ngày hôm nay rồi. I have learned English for 10 years. Hoặc I have learned English for since 2010. Đứng trên nào. Ok. Và vị trí số 3 có thể là gì nhỉ? Không có vị trí thứ ba nữa đúng không nào? Mà chúng ta sẽ xét đến những cái trạng từ có thể là sao? Vừa ở vị trí số 1 này, vừa ở vị trí số 2 được đúng không? Nhá, các trạng từ có thể nằm ở cả hai vị trí. Đó, hai vị trí đó là vị trí số 1 ở bên trên và vị trí số 2 nhá. Nó có thể là những động từ gì đây? Trạng từ gì đây? Tôi xin lỗi. Ok, already. Chính xác. Gì nữa nhỉ? Lately, đúng không nào? Cô sẽ lấy ví dụ nhé. Vẫn câu này. I have already been to Đà Lạt. Hoặc là gì? I have been to Đà Lạt already. Đó, nó có thể nằm ở đây hoặc nó có thể nằm ở đằng sau này. Đúng chưa nào? Cả từ recently và lately cũng thế. Ok. Vị trí cuối cùng nó có thể là sao? Đứng đầu câu. Đứng đầu câu được không nào? Từ gì nhỉ? Before. Ok, từ before. Và các bạn sẽ thấy là từ before này còn có thể sao? Đứng cuối câu nữa. Đó. Nó có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. Thế nào? I've never been to
Đà Lạt. Before. Đấy chưa? Hoặc là viết đầu câu Before I've never been to Đà Lạt. Đúng chưa nào? Còn trạng từ gì nữa có như thế nữa không? Ok, nhớ không nào? Trong phần trạng từ chúng ta có trạng từ in the last cộng với khoảng thời gian đấy. Rồi thì cô thì có thể nói là gì nhỉ? Châu đấy nói lắp rồi, lắp quá anh cắt của em nhá. Rồi thì chúng ta có thể lấy ví dụ là gì nhỉ? In the last 3 months my students English has improved a lot. Các bạn nhớ cái ví dụ mà cô lấy ở phần đầu không? In the last 3 months, my students English has improved. Đúng không nào? Trong 3 tháng qua, 3 tháng trở lại đây thì tiếng Anh của học sinh của cô đã tiến bộ à, thì cô có thể nói là In the last 3 months my students' English has improved. Hoặc cô nói là My students' English has improved in the last 3 months. Vậy là chúng ta đã học được kha khá kiến thức về thì hiện tại hoàn thành rồi đúng không nào? Trước khi kết thúc bài ngày hôm nay, cô chỉ còn một lưu ý nhỏ nữa thôi, và cũng là thắc mắc của các bạn, đó là have been to. À, cái ví dụ này cô nhắc rất nhiều trong bài đúng chưa nào? Và have gone to. Nó khác nhau như thế nào và nó giống nhau như thế nào? Đều là chúng ta làm sao? Đi đến đâu đó đúng không? Chúng ta ở đâu đó đúng không nào? Vậy thì nó khác nhau cái gì? Thì cô sẽ đưa ra một tình huống nhá để các bạn tự xem là nó khác nhau chỗ nào nhá. Thứ nhất, bên này Lucy was on holiday. Okay. She is back in Hà Nội now. Và she has been to Italy. À, cô đã đến Ý. Còn bên này, Lucy is on holiday. She has gone to Italy. So she is not here now. She's not here now. Okay, hai trường hợp. Gone to, Lucy is on holiday. She has gone to Italy, so she's not here now. Lucy đã đi nghỉ rồi. Cô ấy đã đi Italy, Ý. Bởi vậy cho nên là cô ấy không ở đây bây giờ. Còn bên này, Lucy was on holiday. She's back in Hà Nội now. She has been to Italy. Lucy đã đi nghỉ. Cô ấy đã trở lại Hà Nội rồi. Bây giờ cô ấy đã trở lại nhé. Cô ấy đã đi Italy. Hai câu này đều nghĩa là gì nhỉ? Cô ấy đi Ý đúng không nào? Vậy thì khác nhau ở gì đây? Các bạn để ý nhé. Lucy is on holiday. Tức là sao? Cô ấy thì hiện tại đơn. Cô ấy đang đi nghỉ đúng chưa nào? Cô ấy đang đi nghỉ. Cô ấy đã đi Italy cho nên bây giờ cô ấy không ở đây. Tức là sao? Có thể là gì? Cô ấy đang đi đến Italy, đang trên đường đến Italy. Có thể là gì? Cô ấy đã đến Italy rồi và cô ấy làm sao? Chưa trở về, đúng không nào? Cô ấy chưa trở về. Chính vì thế cho nên là vẫn là is on holiday. Cô ấy chưa trở về. Còn bên này, Lucy was on holiday. She's back in Hà Nội now. Đúng chưa? Thì cô ấy làm sao? Đã đi nghỉ. Was thì quá khứ, đã kết thúc rồi. Và bây giờ cô ấy đang ở Hà Nội. Tức là gì? Cô ấy đã trở về rồi. Đúng không nào? Cô nghĩ là các bạn cũng đã đoán ra rồi. Bên này thì cô ấy đã về chưa?
Chưa. Lucy chưa về. Còn bên này thì đã về rồi. Đã hoàn thành rồi đúng không nào? Đó. Vậy nhá, sau này khi các bạn kể về một kỳ nghỉ mà chúng ta đã đi, chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái kinh nghiệm của chúng ta đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành là 1. Và chúng ta sẽ sử dụng gì? Have been to hay have gone to? Ok, chúng ta sử dụng have been to bởi vì cái kỳ nghỉ đấy đã xảy ra rồi và chúng ta đã về rồi. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh về cái kinh nghiệm của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và sử dụng have been to. Các bạn lưu ý nhé. Vậy là hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều về thì hiện tại hoàn thành đúng không nào? Chúng ta đã học được cách sử dụng này, học được công thức này, học được các trạng từ chủ yếu này, các vị trí của các trạng từ và một lưu ý ở bên này về have gone to và have been to. Vậy thì cô chúc chúng ta cùng chăm chỉ trong thời gian tới và không còn lo sợ đối với thì hiện tại hoàn thành nữa nhé. Chúc các bạn tự tin.